tháng này là tổng thể có 79 hết. 79 hết hiện tại. Dạ, 79 hết. Thì cái đầm mà thủy triều này rồi sáng là các chị mình đi đó, đi tham quan đó. Dạ. Thì cái phần còn lại đây, cái phần còn lại mà giải sinh sang đây chính là giai đoạn mở rộng của quân vậy. Dạ, thì cái phần này là mình chưa có thực tế. Và hiện nay đang tập trung để mà làm chiếc điện cái 79 hết hiện tại này. Là trong vòng 16 tháng nữa là sẽ xong. Dạ, thì hiện nay là đang làm cuốn chiếu từ bên này, đang làm cuốn chiếu từ bên khu vực này, và làm cuốn chiếu qua. Thì cái bãi biển của mình, hồi nãy mình vừa tham quan bãi biển của mình đấy, về bãi tắm và công viên biển là địa điểm công cộng là sở hữu chung hết, không của riêng. Thì cái nghị định 71 á, cho nên là mình phải xây dựng nhà thì mình mới ra sổ hồng, chị hiểu không? Nhưng mà em có được cấp sổ đỏ ở đây chưa? Xây dựng nhà mới ra sổ. Mà hiện nay là chủ đầu, hiện nay chủ đầu tư đang lập hồ sơ để mà xin phân lô ra sổ luôn. Ra sổ cho công ty em hay là ra? Dạ, ra sổ cho công ty rồi sau đó sẽ chuyển nhượng lại cho khách hàng.